Ra mắt năm 2017 tại Hamburg, Đức, Harrox được biết đến là sự kết hợp giữa chạy bộ và các bài tập thể dục dựa trên những chuyển động tự nhiên của con người, mang đến thử thách độc đáo với cường độ cao. Trong một cuộc đua Harrox chính thức, người chơi phải chinh phục quãng đường chạy 8 km, xen kẽ với 8 thử thách khác nhau. Harrox như một cái luồng gió mới, không quá nặng như CrossFit. Tại CrossFit cũng có là những cái thử thách và có thi đấu, và nó cũng không quá dồn dập như run. Hai cái này nó mix lại với nhau, mang lại cái vừa cái thử thách cao mà lại vừa có thi đấu. Cái chuỗi bài tập của nó là tác động toàn bộ cơ thể, cả phần thân trên lẫn phần thân dưới. Nếu mà những người chỉ chuyên về chơi về sức mạnh không, cơ bắp khá là dày. Còn những người mà chỉ chạy không mà không có tập đều những cái phần trên cơ thể thì họ lại lép. Có nghĩa là thân trên không đẹp. Ngoại trừ vấn đề mà mình nói về cân đối, về cái hình ảnh, về cái thẩm mỹ, thì cái quan trọng nhất là cái hệ cơ trên cơ thể của mình nó được phát triển đồng đều, thì nó cũng sẽ rất là tốt cho cái hệ cơ xương khớp của mình. Với tính chất không yêu cầu kỹ thuật quá phức tạp hay sức mạnh vượt trội, Harrox tạo ra sân chơi hướng đến tất cả mọi người với 3 hạng mục thi đấu khác nhau, gồm cá nhân, đôi và nhóm 4 người. Trong khi đó, tại Việt Nam, nơi Harrox còn rất mới lạ, thì người tập có thể bước đầu làm quen thông qua Harrox BFT, được hiểu như một phiên bản giản lược để những người mới tham gia có thể trải nghiệm và kiểm tra thể lực của bản thân trước khi chinh phục một cuộc đua Harrox chính thức. Harrox BFT là một bài kiểm tra thể chất về cái tính chất động tác và bài tập. Khối lượng bài tập nó sẽ giảm xuống còn 6 bài tập, gồm có 1.000 mét chạy bộ, 50 lần thực hiện động tác burpee và nhảy, 100 lần lunge, 1.000 mét động tác chèo thuyền, 30 lần động tác hít đất và 100 lần động tác worm ball. So với cái khối lượng bài tập á, thì nó chiếm khoảng 1/3 so với bài tập của Harrox thôi. BFT không giới hạn thời gian hoàn thành, đó là một sự phối hợp tổng hợp và nó cũng không có đòi hỏi các bạn phải có quá nhiều kỹ năng. Có thể giản lược về quãng đường chạy cũng như số thử thách, nhưng giá trị cốt lõi của Harrox vẫn không thay đổi. Nơi bạn phải chiến thắng chính mình, chứ không phải cạnh tranh với bất kỳ ai khác. Dù là vận động viên chuyên nghiệp, người thường xuyên tập luyện hay chỉ mới làm quen với thể thao, thì vượt qua giới hạn bản thân mới là mục tiêu ý nghĩa nhất. Cảm nhận đầu tiên là cảm thấy là rất mệt, là nó thực sự là thách thức giới hạn của bản thân luôn. Nói chung là hoàn thành được là thành công rồi. Tôi thực sự thích trải nghiệm mới mẻ này, nó thú vị và hấp dẫn hơn nhiều so với tưởng tượng. Hy vọng rằng Harrox sẽ tiếp tục được phát triển rộng rãi tại Việt Nam qua những cuộc thi chính thức, quy mô trong tương lai. Bình thường mình chỉ tập những cái bộ môn mệt thì mình nghỉ, nhưng mà với cái sức mà thi đấu liên tục và mọi người tạo cho mình cái cảm hứng đó thì mình không thể nghỉ quá nhiều được. Mồ hôi rơi từng giọt, ai cũng hít thở rất là khó khăn tại vì quá mệt rồi, nhưng mọi người không bỏ cuộc. Đó là một cái tinh thần thể thao rất là tuyệt vời. Thử thách thực tế, hấp dẫn, lan tỏa năng lượng tích cực. Harrox hứa hẹn là một xu hướng tập luyện mới thú vị cho cộng đồng đam mê thể thao tại Việt Nam. Các buổi kiểm tra thể chất Harrox BFT vẫn tiếp tục được tổ chức miễn phí dành cho tất cả mọi người từ nay đến cuối năm, với sự kiện gần nhất sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 8 tới. Bạn đã sẵn sàng đổ mồ hôi chưa?